vừa mới nhận được một hộp quà siêu to khổng lồ đến từ nhà Samsung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox thử xem ở trong này có điều gì đặc biệt nha. Rất là to luôn mọi người ơi. Trời ơi, tò mò quá mọi người ơi, không biết là ở trong này sẽ có cái gì. Ở bên hông của cái hộp này nè thì Hiền thấy có chữ Galaxy nha mọi người. Này, Galaxy ở đây chắc là sẽ liên quan đến cái sự kiện sắp ra mắt của nhà Samsung. Và ở trong này có thêm một tờ giấy hướng dẫn nữa mọi người, để Hiền đọc nha. Đúng chính xác luôn, sự kiện Galaxy Unpacked. Rồi bây giờ mình sẽ xem nè. Ở đây thì nó sẽ có hướng dẫn là đầu tiên mình sẽ mở vòng tròn thứ nhất để mở thấu kính zoom, soi rõ câu chuyện đêm ấn tượng. Bây giờ Hiền sẽ mở thấu kính zoom nha. Chắc là cái này, sẽ mở thử. Xem ở trong này có gì ta. Wow, là một chiếc kính mọi người ơi. Để tôi soi thử xem trong màn đêm này thì Samsung sẽ mang đến điều ấn tượng gì ha. Rồi tiếp theo đến vòng 2, tìm kiếm thông điệp bí ẩn bằng thấu kính zoom. Rồi đây chắc là cái này mọi người, cái giữa này nha. Wow, đặc biệt lắm mọi người, là một cái hình cầu như thế này. Còn có thêm một cái để kệ như thế này nữa mọi người ạ. Rồi, hình như là có cả công tắc bật đèn. Đây, rồi mình sẽ tiếp theo mình đi khám phá. Thêm vòng thứ 3, sạc đầy năng lượng để khám phá giấc đêm ấn tượng. Thử xem, sạc đầy năng lượng tức là một chiếc sạc không dây đến từ nhà Samsung mọi người ạ. Ở trong này thì Hiền thấy còn có cả một cái sách hướng dẫn và một chiếc đèn pin. Đèn pin để soi hả mọi người, để soi xem Samsung sẽ mang đến điều gì ấn tượng trong cái dịp ra mắt sản phẩm mới vào năm 2023 này á. Rồi, tiếp theo nha, Hiền sẽ đọc thử xem. Điều mình cần làm là sẽ soi để tìm ra những bí ẩn màn đêm đang ẩn giấu trong chiếc hộp này. Vậy thì cách làm là chúng ta sẽ tìm ra cái chủ đề và thông điệp mà Samsung muốn gửi đến cho HnamMobile trong cái hộp quà như thế này. Bây giờ thì tôi sẽ mày mò thử xem sao nha. Cái này hả? Và cái này Hiền thấy có một cái chữ nhỏ để Hiền soi nha mọi người. À, đọc được rồi mọi người ơi. Đón xem Galaxy Unpacked vào lúc 1 AM ngày 2 tháng 2 năm 2023. Và mọi người đừng quên vào lúc 1 AM ngày 2 tháng 2 năm 2023 thì trên fanpage của HnamMobile sẽ có livestream để ra mắt sản phẩm mới đến từ nhà Samsung. Đừng quên theo dõi để có thể chiêm ngưỡng tất cả những nâng cấp cũng như là thiết kế mới trên chiếc Galaxy vào 2023 con cưng của nhà Samsung nha. Còn bây giờ thì bye bye. HnamMobile, hệ thống bán lẻ hàng công nghệ chính hãng.